Huấn luyện viên Mai Đức Chung hé lộ chuyện tương lai với tuyển Việt Nam sau World Cup nữ 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Hà Lan trên sân Four Sai lúc 14 giờ ngày 1 tháng 8. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tại hành trình World Cup nữ 2023. Trận đấu với đội tuyển nữ Hà Lan cũng có thể là lần cuối cùng huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam ở giải đấu danh giá bậc nhất mang tên World Cup. Chiến lược gia 73 tuổi hiểu điều đó và tâm sự. Tôi nghĩ thế này, ai cũng sẽ như trường hợp của tôi, chúng ta không thể làm một điều gì mãi mãi, sẽ có lúc tôi phải dừng lại, người khác cũng vậy. Tôi chỉ mong rằng người thay tôi sẽ tiếp tục nâng cao trình độ cho bóng đá nữ Việt Nam, giúp đội tuyển nữ của chúng ta tiến bộ để tham dự kỳ World Cup kế tiếp. Sau 10 tháng, tôi lại quay trở lại Dunedin. Đây là một thành phố êm đềm, thanh bình. Đội tuyển nữ Việt Nam biết rằng mình không còn cơ hội đi tiếp. Nhưng không vì thế mà chúng tôi buông xuôi. Đội đã họp rút kinh nghiệm, hứa với nhau sẽ làm hết sức mình trong trận đấu với Hà Lan. Tôi biết đối thủ cũng đang tranh chấp tỷ số với đội tuyển nữ Mỹ, với hy vọng giành ngôi nhất bảng. Chắc chắn Việt Nam sẽ gặp khó khăn trước đối thủ quyết tâm cao này. Huấn luyện viên Mai Đức Chung bật mí về tình hình nhân sự và cách chơi của đội tuyển nữ Việt Nam. Tùy vào diễn biến trên sân, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sắp xếp nhân sự sao cho phù hợp. Ai sẵn sàng, có thể lực tốt thì chúng tôi ưu tiên. Lực lượng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có một cầu thủ lớn tuổi như Thúy Nga, Thùy Trang. Nhưng cần phải nói thế này, ở những trận đấu trình độ cao tại World Cup, các cầu thủ có tuổi sẽ gặp khó khăn nếu không đủ sức đá. Vì vậy, ban huấn luyện phải có tính toán sắp xếp sao cho phù hợp. Về cách chơi, đội tuyển nữ Việt Nam yếu hơn. Chúng tôi phải chơi phòng ngự. Nếu thi đấu theo kiểu 5 ăn 5 thua thiên về tấn công thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Như ở trận đấu với Bồ Đào Nha, đội thi đấu bốc quá, mãi tấn công nên dẫn đến sơ hở ở phòng ngự. Tôi cũng đã nói với các cầu thủ rằng đội tuyển nữ Hà Lan sẽ quyết tâm ghi nhiều bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam. Vậy nên, chúng ta cần phải chơi chắc chắn, chú trọng phòng ngự hơn nữa. Vị thuyền trưởng mong toàn đội sẽ thi đấu thật tốt vì người hâm mộ Việt Nam.